bữa đi siêu thị chơi về mà khát nước quá, uống nước sâm nha các bạn. Dừng lại uống nước sâm vậy. Mà ơi, nước sâm là nước gì vậy? Nước sâm là người ta nấu từ bông cúc nè, mía lau nè, atiso nè, rồi cỏ chanh nè, nói chung là những cái thứ mát, cái đồ mát người ta bỏ vô, người ta nấu 24 vị luôn phải không? Sâm, nước sâm 24 vị. Vậy có đá không? Có đá không? Ta ấp lạnh cho con rồi đó. Ba uống không rồi? Ba cũng uống luôn, hai cậu cháu giải khát, uống nước sâm giải khát nha các bạn. Con không uống được, con đậy lại, đậy lại rồi để dành hồi uống nữa. Bẻ con hút lại, bẻ con hút lại. Ông hút dài quá, cậu ba đậy giùm đi cậu ba. Cậu ba đậy cậu ba chứ. Ngon không? Uống nước này ngon không? Ngon quá không? Ngon hơn chỗ mua nước sâm không? Nước sâm này 24 vị mà ngon hơn, đúng rồi. Thơm ha. Còn bữa không có thơm, nó giống mùi thuốc thuốc bắc. Ôi trời, mới mưa xong mà nắng quá trời nắng. Ôi cái mặt cười to bự chà bá khổng lồ luôn. Kiến làm gì? À cái kiến bạn đeo giống cái mặt cười á hả? Cái kiến cậu ba giống kìa, mọi mượn kiến cậu ba đeo vô. Vuốt tóc lại, mua kêu cậu ba vuốt tóc lại cho anh đẹp trai. Bỏ ra mắt rồi. Vuốt cô. Nắng quá bà. Chiều nay nắng quá chừng luôn. Ê. Đợi mỗi lấy kiến nè, đợi mỗi lấy kiến qua kia đi cho mát, qua kia cho mát. Chu chu. Nhảy xuống. Hả? À cái nắp cống á, đi tránh ra, đi đừng có đi lên đó, đi vòng qua đúng rồi. Đi. Bộ cao bằng cậu ba kìa. Bộ nó hiện gì kia các bạn ơi. Đó đậu kia kìa. Đó thấy không? Quầy bánh trung thu chứ gì. Bộ phát hiện quầy bán bánh trung thu. Bánh trung thu mọi người. Giờ hai cậu cháu mua bánh trung thu không? Dạ quá. Đi. Bộ đi trước đi, cậu ba dẫn xe sao? Bộ đi trước đi, cậu ba lả lướt theo sao? Con đi trước đi, cậu ba lả lướt theo sao? Mấy chè. Cô cái mấy
Kinh Đô, Như Lan hay Xương hay nào chỉ là một. Anh muốn mua bánh nào để em giới thiệu cho anh? Coi nghe cái đó. Cái đó trắng đó hả? Bánh dẻo mùa. Bánh dẻo nhưng đậu xanh đó hả? Bánh dẻo bánh nướng ăn ngon rồi, ăn con bánh nướng. Nhưng mà cái nước ăn bánh dẻo còn nướng. Kỳ vậy. Đây là Hiểu Lâm Môn. Từ nhỏ con thích ăn bánh dẻo hả? Từ nhỏ mình thích ăn bánh dẻo à hả? Sao từ nhỏ con thích ăn bánh dẻo à? Mũi thích ăn bánh dẻo. Mua cho mũi cái bánh dẻo ăn đi, coi lấy bánh dẻo à. Nhân nào? Dạ có nhân gì? Nhân đậu xanh với nhân hạt cẩm là. Nhân hạt cẩm. Nhân hạt cẩm là nhân mặn đó nha, có thịt lạp xưởng đồ trong đó đó. Dăm bông đồ đó, biết không? Còn... nhân gì cũng được. Còn đậu xanh hay là hạt sen thì nó nhân ngọt, tùy mũi. Dạ, dẻo sầu riêng một trứng à. Dẻo sầu riêng á mọi. Còn này là dẻo dẻo hạt dưa một trứng. Còn này là dẻo đậu xanh nhưng mà nó không có trứng. Cái này đậu xanh không có trứng. Đậu xanh là không có trứng. Đậu xanh đậu. Mọi đâu có ăn lòng đỏ trứng. Lấy cái đó phải không? Rồi, lấy cái đó con nha. Ngoài đâu có ăn cái dẻo, ngoài không khoái cái dẻo, ngoài khoái cái nướng à. Đúng rồi. Cái bánh Kinh Đô mà hai trứng đó, loại hai trứng ở bên nào chị? Dạ hai trứng là bây giờ nhưng mặn em còn bầu ngư với lại nhưng ngọt thì em còn đậu xanh. Hà sử dụng nó tới đâu? Dạ qua trung thu hết. Là 390 chị. 390 hết rồi. Dạ. Mời nè, con xếp giả bánh đi nè. Bánh của con á. Hết nha. Ơi, coi chừng đứt. Ngon không? Dạ ngon. Ủa, tính tiền chưa? Đang tính tiền. Rồi cuối cùng bọn mụi cũng mua được một hộp bánh trung thu Kinh Đô. Thế à? Rồi. Tính tiền xong chưa mẹ? Tính tiền xong rồi. Con mở nè ăn nha. Giờ ăn luôn á hả? Thèm quá. Thèm quá, ăn luôn đi, ăn đi. Thèm thì ăn luôn đi. Đây. Công viên cháu đỏ đi. À, qua công viên ăn phải không? Hối với con rồi đem qua. Rồi đi qua công viên ăn cô qua. Trời ơi thèm quá, ăn luôn. Rồi giờ đem bánh trung thu qua công viên ăn đúng không? Phải không? Dạ. Mũi mới mua bánh xong giờ rồi qua công viên ăn nữa các bạn ơi. Ừ, khóc luôn rồi. Bánh của con á. Con bắt dọc mũi khóc rồi các bạn ơi. Sao vậy con? Thì con đi chơi thì con hỏi mua bông bóng. Còn anh hai ở nhà thì mua bông bóng cho anh hai. Được không? Rồi mũi qua công viên mũi ăn bánh đi. Thì sao? Hả? Xuống đây con, xuống đây. Xuống ăn bánh đi rồi mua. Xuống nha, xuống ăn bánh nha. Ngồi đâu ăn, qua ghế đá nè con, qua ghế đá ngồi ăn cho nó cao ghéo. Đây nè, ghế đá bên này nè, đi đâu vậy? À bên đó có ghế. Có xả to á, trời mới mưa xong coi chừng ướt nha con. Trời ơi, trời mới mưa xong coi chừng ướt rồi, ướt cái đít luôn. Để mẹ ấm cái cục cho để ướt. Rồi, mỗi ngồi mỗi ăn bánh trung thu, xé ra ăn đi. Hả? Muốn mua mâm mâm. Ừ, chút mua, ăn xong rồi mua. Ăn xong bây giờ cậu ba mua cho. Chút cậu ba mua, cho mỗi mua. Cậu ba mua nha. Mọi muốn mua à, muốn ăn bánh trung thu dẻo, cô ba cầm cái hộp giùm muội đi. Bảo đảm muội ăn không hết đâu. Cô ba miếng đi. Muội ăn bánh trung thu mà giống như muội ăn bánh bao vậy. Ăn giống ăn bánh bao quá. Muội ăn giống bánh bao quá. Các bạn tưởng muội ăn bánh bao không, thấy muội xé trong cái hộp bánh ra là tưởng muội ăn bánh bao không á muội. Tại sao? Tại vì cái bánh nó trắng tươi như cái bánh bao vậy. Ăn ra coi cái nhân có ngon không? Đó, nhân gì vậy mũi?
cô đẻ ra coi mẹ cầm cầm. Em bé rồi ba chọc em bé hoài. Dẻo ghê, dẻo à. Đúng rồi, thì cái bột dẻo mà y như bánh dẻo mà. Còn ba để lấy miếng bự còn một miếng nhỏ. Còn ba lại chọc em nhỏ nữa. Nhỏ ăn nhỏ đúng rồi. Mua ăn lát, mua ăn thịt nướng không? Mày mua thịt nướng cho con ăn. Không, mua không ăn đâu, cậu ba ăn cậu ba. Không hả? Không, cậu ba. Con ăn dụng của cậu ba. Cậu ba với hai ăn, mẹ tội. Con ăn dụng của cậu ba. Ăn dụng của cậu ba. Dẻ không ngon thì chứ, ngon. Ngon thì kia muội rồi á, muội phái á. Mẹ mới cho con ăn bóng đi. Đây, đi qua mua bóng luôn. Một cái này nha. Mua cái hai anh em chơi chung nha. Dạ. Chứ chở không có được đâu. Con thích con gì? Mùi sung, mùi khoái, mùi bóng quá, mùi chạy luôn. Con gì? Con nào? Con nói nghe con nào? Con nào rồi ông lấy cho. Rồi, con ngựa chở ông lên nha. Con nào? À con ngựa, con gì á hả? Con ngựa pony á hả? Có sừng á hả? À. Đây con lá bự dữ nha. Wow, con ngựa đẹp quá, chọn đúng con ngựa pony luôn trời. Đã. Đi chơi đi.